Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnac.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. Đây là đèo Bà Tròn. Đèo Bà Tròn đang có sự xuất hiện của Nam Black và sự xuất hiện của bố Kem. Liệu rằng trong trận đấu này thì Nam Black có thể có được cho mình là một tình huống khiến cho người chơi... Vâng, như vậy là hết đạn rồi. Pha này mà địch có súng thì chắc chắn Nam Black sẽ phải nằm xuống. Như vậy là không có súng là Nam Black sẽ bắt lạt ngay. Có mạng rồi. Như vậy là mặc dù đối phương không có súng nhưng mà anh chàng cũng phải mất đến nửa máu thì mới có thể confirm được mạng của đối phương. Chuẩn bị sẽ có một quả nết được đáp ra đến từ vị trí của bố Kem. Quả nết được đáp thẳng vào phòng sông hơi. Nam Black đã bơm được cho mình là một cái first kit lên rồi. Có vẻ như đang khá là cẩn trọng trong tình huống di chuyển của mình. Có sự xuất hiện của Thu Giang thì phải. Như vậy là không rồi. Bố Kem đang ở trên khu vực tầng 2. Và có vẻ như là bố Kem sẽ có một tình huống quăng nết. Thêm một quả nết nữa được quăng vào. Nam Đen đang nghe vẻ khá cay cú rồi. Bố Kem nhảy xuống rồi. Đây sẽ là một tình huống Nam Đen đang bị lạc hướng. Bố Kem tiếp tục lại cầm nết và chuẩn bị quăng nữa chăng? Chính xác là một tình huống quăng nết nữa rồi. Rất mệt mỏi với hai chàng này. Vâng, như mèo vờn chuột vậy. Kẻ trong người ngoài. Lại vòng lại. Rất mệt mỏi. Và như vậy là Nam Đen ăn ngay một viên AK vào mặt và bật ngửa đến từ vị trí của Nam Đen ngay. Quá đen cho Nam Đen. Đen như cái tên của mình vậy. Ở đây cũng đang có những tình huống giao tranh. Wow. Như vậy là người chơi MVP đang truy lùng đối phương với những khẩu súng rất thô sơ. Lào là lục, lào là sắp lọ. Vâng. Như vậy nghe vẻ như Tùng Beng đang muốn chạy thoát nhưng khó khăn cho anh chàng này rồi. Mất thêm một chút máu nữa nhưng mà không chết được. Vâng, có vẻ như MVP đang khá là khổ sở trong việc truy đuổi người chơi Tùng Beng. Nhưng có vẻ như Tùng Beng đã nhặt được súng rồi. Pha này nếu không cẩn thận. Và nếu không cẩn thận thì MVP sẽ phải nằm xuống và đúng như vậy. Vâng, kẻ đi săn lại trở thành con mồi. Còn Lè Vàng ngơ ngác lại ăn được bác thợ săn rồi. Kiên cỏ đang ở đây. Gần kiên cỏ đang có sự xuất hiện của Đạt Tay To. Đặt tay to lại còn tay to VL nữa anh em ạ. Và để xem là với cái tên to VL như thế này, tên kêu VL như thế này thì Đặt Tay To sẽ làm được những gì trong trận đấu này. Có sự xuất hiện của DG bố Kem. À bố già, chứ không phải bố Kem à. Mình đang bảo tại sao vừa mới thấy ở kia mà giờ đã chui được ra đây rồi nhanh thế. Ở đây đang có một cuộc loạn chiến. Vâng, chạy hết ra đường chơi nhau rồi. Bố già có mạng của bơm rồi. Có vẻ như anh chấp hết đang cố gắng bắn vào vị trí của Thôi Xong. Nhưng đây là một tình huống bắn rất xa và rất khó để có thể confirm được cái mạng. Rất khó để có thể bắn trúng luôn. Chắc chắn là anh chấp hết chưa có scope rồi. Như vậy là một cái scope red dot là không đủ. Trivern lại tiếp tục có mạng của Lam Louis rồi. Sven Nghĩa đã rời cuộc chơi từ rất sớm. Khác hẳn với trận vừa rồi. Đây là Lão Gió. Lão Gió cũng như là anh chấp hết chuẩn bị có những tình huống va chạm nhau rồi. Sớm thôi, hai game thủ này sẽ có tình huống chạm mặt nhau trong khu vực nhà ngang này. Lie or Die, Lie or Die. Lie or Die có mạng với khẩu súng Ska. Anh chấp bét đã đến đây rồi. Và bây giờ chỉ cách nhau một tầng thôi nhưng chưa ai bắn ai cả. Còn tất cả dường như kiểu mất vị trí của nhau vậy. Rất khó chịu luôn. Đây rồi. Đây rồi. Vâng, bắn như một trò đùa anh em ạ. Rồi lại nhảy xuống. Nàn ý. Rồi lại đẩy lên. Ui. Đang nhầm rồi. Vâng, thay đổi vị trí. Bắn đổi công thủ. Bị bắn rồi. Ui trời ơi. Ui, đốt nhà rồi. Ui trời ơi, sao lại có một tình huống bắn như vậy. Trời ơi, sốc lọ để làm cái gì? Trong khi chỉ còn một máu nữa thôi. Mù mắt game thủ. Trời ơi, mù mắt các viewer của tôi mất rồi. Vâng, một pha phải nói là không thể nào có thể đỡ được. Một máu, thoải mái xoáy. Vâng, tuyệt vời. Phải nói là một tình huống ngũ hồn con trồn. Bây giờ thì ngồi quấn băng đít thôi. Một pha hoán đổi vị trí cho nhau. Và ngay lập tức chủ nhà đã thành kẻ gọi là kẻ trộm. Và kẻ trộm thì phải bị tiêu diệt thôi. Quá đen. Thôi Xong, trong tình huống này thì Thôi Xong lại là người được lợi nhất.
khi anh chàng này ở đây và kích động cho hai người trong nhà bắn nhau. Bây giờ bắn vào vị trí của số 46. Rất liều luôn anh em ạ. Chỉ với một khẩu súng UMP mà dám bắn cả thế giới như thế này, cà khịa tất cả mọi người trong cái khu vực này. Đó là những gì mà Khôi Song 96 đang làm. Khôn hồn thì đừng có bắn ai nữa, bởi vì tôi thấy trên tay của anh chàng này đang là những khẩu súng có tầm bắn rất xa. Nhưng có vẻ như là TQ chưa biết được là Thôi Song đang ở cái đồi đối diện, mà anh chàng này chỉ nhìn xuống khu vực nhà này thôi và vẫn đang chăm chú nhìn vào nhà, mặc kệ thanh niên đứng ở trên đồi. Thanh niên đứng trên đồi làm sao bị bắn đây? Không hiểu sao mà anh chàng này bị bắn. À, như vậy là bị bắn vào từ vị trí của Daniel. Đang có tình huống bắn rồi. Anh Zepet đang bị mất rất nhiều máu. Đây sẽ là một quả nết kết thúc, kết thúc màn giao tranh này. Vâng, như vậy là nết chỉ mất đi một chút máu mà thôi. Rất khó chịu rồi. Anh Zepet đã hết máu rồi anh ạ. Và bốc hơi luôn. Cẩn thận, đây là một cái đồi đã lấy đi rất nhiều mạng người rồi đấy. Trượt chân một cái là sức mặt lìn ngay. Cẩn thận, cẩn thận. Trai vần có mạng của AT Việt rồi. Như vậy là nghe vẻ như TQ, TQ cũng khá kinh nghiệm với cái đồi này. Cho nên anh chàng này không vội vàng xuống ở cái dốc thoải kia. Nhìn dốc đấy thì có vẻ thoải thôi anh em, nhưng trượt chân đấy, ngã một cái là hẹo ngay. Đừng đùa với cả Linh Gia Dùa. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với... hình như là chúng ta chỉ còn mỗi một người chơi khách mời, đó chính là Bắp thôi. Bắp thì đang ở đây. Có đúng là Bắp không nhỉ? Ừ, hình như là vậy. Vâng, bộ đồ hề ma quái. Vâng, vẫn đang ngồi để confirm cái mạng của gáy Andy. Còn quả nết được đáp ra, nhưng chắc chắn là quả nết này chả gây ra được sát thương cho ai cả rồi. Andy đang khá khó khăn rồi. Bắp đang chủ động rồi, nhảy xuống rồi. Rồi. Bị bắn trả rồi, quá đau rồi. Nằm xuống rồi, tuyệt vời. Kỹ năng bắn là tốt. Vâng, cuối cùng thì Bắp đã chứng tỏ được khả năng bắn của mình rồi, ăn được một mạng rồi. Xin chúc mừng Bắp một lần nữa. Bắn rất tốt luôn. Đây là cục tính của chúng ta. Cục tính mang đến cái quần què thì mình cũng không biết. Có tiếng chân ở đằng sau, liệu rằng có nghe được cái không đây? Đó chính là ông Tiền. Ông Tiền đang bò tới và bụt sẽ phải nằm xuống. Và như vậy là chúng ta có một tình huống team up rồi. Một tình huống team up giữa Tiên và Bụt. Ông Tiên và ông Bụt đang team up với nhau. Vâng, và nếu đây là một tình huống team up chính xác thì sẽ có những án phạt dành cho hai người chơi này. Đó là việc bị ban khỏi giải đấu Delay All Star chúng ta trong những lần tiếp theo. Ít nhất là 3 giải đấu ông Tiên và ông Bụt sẽ không còn xuất hiện nữa. Như vậy là đã có một tình huống team up rồi. Đây chắc chắn là một tình huống team up không thể nào có thể khác hơn được nữa. Cảng Mai Hôm đang bắn vào cả hai vị trí người chơi này. Và đây có thể thấy rồi, cuối cùng thì Bụt cũng đã nổ súng để bắn Tiên rồi, nhưng mà đấy không thể nào có thể xóa bỏ được việc hai game thủ này team up với nhau. Vâng, như vậy là hai game thủ này sẽ nhận một án phạt, đó chính là sẽ bị ban khỏi giải đấu của chúng ta ít nhất là 3 giải, tức là trong tháng 10 này sẽ không có sự xuất hiện của SE Bụt và SE ông Tiên. Rất mong hai bạn thông cảm, nhưng luật là luật. Chúng ta không chấp nhận việc team up ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể đá stream, nhưng team up là một điều bị cấm bởi giải đấu của chúng ta là giải đấu solo. Team up sẽ gây ra rất nhiều những thiệt thòi cho các game thủ còn lại, như các player còn lại. Điều này VTV1 đã nằm xuống rồi. Với nòng súng AK thì dù bạn có kỹ năng như thế nào đi chăng nữa, chỉ một pha chảy chân thôi là nằm xuống ngay. SE Bụt đã có một tình huống ăn mạng với tình huống sấy nổ xe của mình. Vẫn đứng trên đồi bắn vài ba viên đạn là có mạng ngay. Tất nhiên là trong trận đấu này thì SE Bụt cũng như là SE ông Tiên sẽ vẫn được công nhận thành tích. Nếu như SE Bụt giành được top 1 thì mình sẽ vẫn trao thưởng cho bạn ấy. Bởi vì tình huống team up đã bị phát hiện sớm và các bạn ấy đã tự động giết nhau rồi. Nhưng án phạt thì vẫn sẽ phải thực hiện sau trận đấu này kết thúc. Và ít nhất là trong tháng 10 này thì chúng ta sẽ không có sự xuất hiện của hai player này nữa. Cảng Mai Hôm thì đang đẩy con xe của mình để lấy nhiều tầm nhìn hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng mở bản đồ lên để xem những tình huống
rơi flagon nào, à rơi thính nào. Thính là một khẩu súng AUG. Có vẻ như AUG không phải là những thứ mà sẽ hấp dẫn các game thủ, những player của chúng ta. Nhưng vẫn đang có người mò đến, và liệu rằng player của chúng ta có lấy cho mình là khẩu súng AUG hay không đây? Chắc chắn rồi, không lấy AUG. Vâng, chính xác, khẩu súng bị hắt hủi nhất trong tựa game PUBG Mobile này. Không hiểu tại sao những game thủ chúng ta không lấy AUG. Mặc dù đây là một khẩu súng có tốc độ xả đạn rất nhanh và độ ổn định vô cùng xuất sắc. Kèm theo đó thì đây là một khẩu súng được xuất hiện trong hòm kính, nhưng nó bị hắt hủi một cách dã man, chỉ vì nó thay đạn hơi lâu một chút xíu thôi. Như vậy Spy đã có một tình huống ăn kill với pha bắn K98 vô cùng chuẩn xác của mình rồi. Và đó là mạng đầu tiên dành cho Spy. Gần anh chàng này thì có sự xuất hiện của Joker. Joker cũng là người vừa được vào trong cái vòng bo cuối cùng của trận đấu trên cái map Idango. Cũng đủ để hiểu được là khả năng survival của Joker cũng không phải là dạng vừa đâu. Nhưng bây giờ thì anh chàng này đang đứng một góc rất hở. Và Spy nếu như liếc mắt một chút xíu thôi thì hoàn toàn có thể nhìn được vào vị trí của Joker. Nghe được tiếng chân rồi. Và đây sẽ là một tình huống phản công. Joker đang còn rất ít máu. Điều rằng Spy ơi, bạn đang làm cái gì vậy? Như vậy là không đẩy ra đến từ vị trí của Spy. Đẩy ra rồi. Joker liệu rằng có bơm máu hay không? Như vậy là không bơm máu, đang bơm cho mình một cái phân kích nhưng mà không được rồi. Bị cản bởi tình huống nhảy xuống đến từ vị trí của Spy. Nếu tình huống đó mà Spy không nhảy xuống thì có lẽ sẽ là một tình huống hơi có hiểu, khi anh chàng này đã bắn được khá nhiều máu rồi. Ở đây thì sói háo sắc đã nghe được tiếng súng rồi và đang nhòm qua vị trí của Spy. Méo có một tình huống đâm được nữ hoàng với con xe Dacia của mình. Còn giờ này mà vẫn còn bị đâm nữa thì không biết là nữ hoàng đang đi đâu. Đây là My Home đang va chạm với sự xuất hiện của Bụt. Bụt đang có cho mình một khẩu súng Groza với cả Mini 14, một combo rất cơ bản, đủ để hủy diệt cả cái bản đồ này. Bố già có mạng của Tâm rồi. Mở góc đến từ vị trí của Bụt. Bụt đang cố gắng lấy mạng của My Home. Wow, và một tình huống xấy rất tốt đến từ vị trí của Bụt. Nếu anh chàng này không team up thì hẳn là đã có rất nhiều người tán dương cho pha bắn Groza vừa rồi với ống ngắm X2 của mình. Đó, một điều phải nói là vô cùng. Tuấn 007 cũng đã có cho mình một cái mạng ở đây rồi. Tú Còi có mạng của Méo rồi. Như vậy là chúng ta có thể thấy là vẫn lại có sự xuất hiện của Thu Giang. Thu Giang, bạn này đang trốn đâu đây? Ui vãi nồi ạ. Trốn trong ống cống ở khu vực water ạ. Ui, khu vực ống dẫn dầu. Dã man, và ống dẫn nước đều được hết. Đang có hai game thủ rất gần nhau đây. Amenavi và Lion này bị bắn rồi, rất đau luôn và bốc hơi luôn. Một tình huống mà có thể nói là Navi đã khá là bất cẩn khi đẩy một con xe và trong khu vực có sự xuất hiện của Lion này, và ngay lập tức thì anh chàng này trả giá ngay. Một tình huống xảy ra không thể nét hơn nữa, vô cùng nét, giấy cái chết liền, đấm phát là hẹo ngay. Đang có những tình huống hầu và kiểm soát nhau ở đây, đó là Tú Còi và Kiên. Và như vậy là Kiên đã hạ gục được vị trí của Tú Còi với khẩu súng AKX4 của mình rồi. Ở đây thì Bắp đang đi qua. À, như vậy là đây mới là Bắp thật anh em ạ. Còn Bắp kia là chỉ là Bắp giả thôi. Cái Bắp thật thì cũng đã có cho mình là một kill rồi. Bắp thật đang có cho mình một kill. Còn Bắp giả thì tôi không biết. Ui dồi, làm sao đây? Ui dồi, hãy đồi ạ. Một tình huống lag đến từ vị trí của Bắp. Phóng xe trộm chó chạy như điên giữa cái vòng bo này, không phải là một ý tưởng tốt đâu em. Bây giờ thì anh chàng này đang cầm cho mình một khẩu súng M16. Và tôi thừa biết được rằng là M16 không phải là một khẩu súng có thể phát huy được sức mạnh nhiều trong tay của Bắp. Đặc biệt là đối với một đôi tay được nặn ra từ xi măng như thế này thì Bắp hoàn toàn không thể kiểm soát được sức mạnh của khẩu súng ạ. M16 A4. Và đây là một tình huống mà có thể nói là rất nguy hiểm nếu như Bắp không đổi súng đi. Như vậy là đã có một tình huống gọi nhẹ đến từ vị trí của bố mình rồi. Có lẽ là xuống mở cửa rồi. Dạ. Đây là con xuống mở cửa đây. Như vậy là đã có một tình huống gọi nhẹ nhàng đến từ vị trí của bố mình. Mình sẽ xuống mở cửa xong rồi sau đó thì sẽ lên ngay. Anh em chờ mình chút nhá.
bị mua rồi. Trời ơi bắp ơi, mất một mạng ngon rồi em ơi. Trời ơi, như vậy là thôi, không sao cả, thằng em mình nó vẫn có thể đi vào trong bo. Hay ông này vẫn còn chưa biết là đối phương đã chết, vẫn còn đang rình à? Có khi vậy anh em ạ. Có khi là bắp vẫn đang đúng rồi, vẫn đang nghĩ là đối phương đang lấp sau liếp rồi và vẫn đang hoảng. Ui mở góc anh em ạ. Pha này mình đọc được suy nghĩ mà. Đấy chạy ra. Ôi sắp đây rồi, lút đã. Chắc là chết bo, bây giờ mới nhận ra chắc là chết bo. Rồi chúng ta cùng đến với người chơi chuẩn bị đi lút thính nào. Ông này đi lút thính không? Thính ngon thế kia mà không lút thì còn để ai lút đây? Vâng, rất chắc chắn luôn. Không lút thính. Vâng. Rất chắc chắn nhưng lại không lút thính. Phù Giang có mạng rồi. Có vẻ như cô gái chúng ta trong các trận đấu cuối tuần đều bắn rất tốt anh em ạ. Khác hẳn với những chàng trai phong độ rất thất thường thì những cô gái phong độ lại rất được ổn định. Như vậy cục tính này đã mất rồi đâu nữa. Huy phê cỏ đang lái con trộm chó đến. Đây là SS1. Assassin có mạng của nắng rồi. Huy phê cỏ rất cần với cả bụt. Bắn đi bụt ơi. Và một tình huống bắn có thể là... Wow. Huy phê cỏ được mạng chứ không phải là bụt. Rất tiếc cho bụt. Huy phê cỏ đã có tình huống dừng xe rất đúng lúc luôn. Có vẻ như bụt đã đáp khẩu Rosa của mình đi rồi. Mất được chút máu của Huy phê cỏ rồi. Có đẩy lên đến từ vị trí của SM1 hay không đây. Xem tình huống đáp nếp. Nếp hơi thấp rồi. Đây là tình huống đáp nếp bừa thôi. Bù Giang tiếp tục có mạng của tổng tư lệnh. Cô gái của chúng ta trong trận đấu vừa rồi đã vào được bò cuối. Ôi thôi xong. Huy phê cỏ nằm xuống dưới lòng súng của Navi rồi. PQ tiếp tục có mạng của DG bố già. Surprise có mạng của Assassin rồi. Navi liệu rằng có lên để lút mạng của Huy hay không đây. Và như vậy nó đã bắn thẳng vào đơn cô. Vẫn đang nhắm thẳng ở vị trí của đơn cô. Nhưng hoàn toàn không có một cái mạng nào dành cho Navi cả. Có vẻ anh chàng này vẫn đang cố gắng tìm kiếm một cái mạng đến từ vị trí của đơn cô. Một pha sấy nữa ra tập to. Tập to rất khó chịu luôn. Một số những viên đạn đã được vẩy ra từ lòng súng của Danco và hướng thẳng vào trong người của Navi và cấu đi một lượng máu rất lớn. Lại thêm một quả nết nữa. Vâng, như vậy là vừa đuôm được cái medkit thì lại bị cấu. Đằng sau có người. Đằng sau có sự xuất hiện của SS. Nam Ca nó bị bắn rồi. Nam Ca nhảy rất tốt nhưng như vậy là những tình huống khiêu vũ rất tốt đến từ Nam Ca đã. Rồi. Sói háo sắc đang bị bắn đến từ vị trí của đạt tay to nếu như mình không nhầm. Rồi ôi, đang đau quá. Ôi thần linh ơi, như vậy là sói háo sắc có mạng của đạt tay to rồi. Navi nằm xuống rồi. Rất nhiều những người chơi phải nằm xuống. Nam Ca cũng đã nằm xuống rồi. À quên, Nam Ca hình như ăn được mạng nếu như mình không nhầm. Wow, bụt nằm xuống rồi. Đó là một mạng dành cho Nam Ca. Rất nhiều những tình huống bắn nhau ở đây. Thu Giang tiếp tục có mạng của đệ tứ. Sói Háo Sắc hạ gục được Nam Ca với khẩu súng M16 của mình. Táp M16 rất tốt đến từ vị trí của Sói Háo Sắc. TQ không biết tại sao nhưng anh chàng này còn đang rất ít máu ở đây. Và vị trí của anh chàng này tới đây sẽ rất là thuận lợi. Nhưng góc bắn của anh ta thì gần như là không có. Rất đang có một vị trí rất gần bo. Nhưng góc di chuyển là gần như là không có. Và tất cả vị trí ở phía dưới, ở bên cạnh, bên phải, bên trái đều có thể nhìn vào vị trí của TQ hết. Liệu rằng nối thoát nào cho TQ đây? Đơn thôi. Vâng, kiều vũ trong tuyệt vọng anh em ạ. Không có bất cứ một niềm tin nào dành cho đơn côi cả. Ta cùng chờ đợi những tình huống khác. Đây là Tuấn. Tuấn đang thủ nhà. Sắp có một tình huống công lên đến từ vị trí của Thu Giang. Rút chốt bom ra rồi. Bị bắn ngay. Còn cơn mạng rất nhanh đến từ vị trí của Thu Giang. Ngay khi mà nghe thấy địch rút bom thì Thu Giang đã đẩy lên để confirm mạng của địch ngay lập tức. Và cho thấy một cái kinh nghiệm thi đấu rất tốt đến từ vị trí của một cô gái. Ở đây thì đang có sự xuất hiện của Sprite cũng như là kia đẹp dài. Trên đồi sói áo sắc đang bắn ai đó. JP trồng thảo đang còn khá là ít máu ở đây. Phi Vũ cũng đã vào được trong căn nhà. Rất gần bo rồi. Sẽ là lấy cho mình là một căn nhà vệ sinh. Bị bắn thấy mẹ đến từ vị trí kiên cỏ.
subscribe nghe thấy rồi. Chat một tình huống va chạm giữa subscribe và kiên cỏ. À, như vậy là lại mỗi người một nơi rồi. Không có tình huống bứt lên của subscribe và cũng không có tình huống đáp trả của kiên cỏ. Kiên cỏ đang di chuyển lại một người nữa bên đó là bắp. Và như vậy là bắp, bắp đến là bắp ăn đạn ngay. Vâng, chuẩn bị bắp, bắp sẽ được nổ trở thành bắp giang bơ rồi. Không, tôi chưa biết là có bơ hay không nhưng mà bắp giang là chuẩn bị có rồi. Trồng thảo có mạng của TQ rồi. Đúng như mình nói luôn thì cái góc của TQ nó rất là xấu. Wow, còn vơ mạng bằng một quả nết rất tinh tế đến từ vị trí subscribe. Bắp cũng đang chảy nết ra rất nhiều quanh khu vực của subscribe. Có vẻ như bắp sẽ cần nhiều nết hơn và có vẻ như bắp sẽ phải đáp nết chính xác hơn. Subscribe vẫn chưa quyết định đi ra để confirm mạng. Trong khi đó thì vị trí của những anh chàng này trong bo tiếp theo sẽ là vị trí ngoài bo. Và sớm thôi thì những người chơi này sẽ vấp phải sự ngăn cản cũng như sự cản trở của vị trí người chơi Thu Giang. Và nên nhớ rằng cô gái của chúng ta trong cả hai trận đều thể hiện một kỹ năng bắn rất tốt. Và trong trận đấu này Thu Giang cũng đang có lẽ là người nhiều kill nhất. Đây rồi, nhìn thấy vị trí rồi nhưng vẫn không bắn. Đủ thể hiểu được đây là một người chơi có một tâm lý rất vững. Như vậy là bắp đã lao đầu vào và cống mạng của mình cho Sprite. Đó là điều mà mình không Sprite cho lắm, bởi nó đã được nằm trong tất cả những kế hoạch của bắp rồi. Bắp phi xe đến, bắp lao đầu vào đối phương và bắp chết. Đó là những gì mà bắp sẽ làm, ai cũng sẽ biết cả. Đang có những tình huống nổ súng ra đến từ vị trí của số 22. Thu Giang có mạng của Mr. Bomb ngay. Và như vậy là rất nhiều những tình huống mà Thu Giang đang thể hiện mình rất tốt. Đây sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái top 1 của cái map sa mạc này. Thu Giang vẫn đang giữ chắc cho mình là căn nhà này. Căn nhà này sẽ là một nửa trong bo. Nhưng tới đây thì Phi Vũ thì Surprise sẽ phải di chuyển. Sở mốc không là gì. Theo như tình hình mình đang nhìn thấy đây, sở mốc không thể ngăn cản Thu Giang sẽ có cho mình là 2 điểm hạ gục. Rồi như vậy là Surprise có mạng rồi. Và Thu Giang sẽ có mạng của Surprise. Thu Giang có hay không? Như vậy là một tình huống bắn K98 rất xuất sắc luôn anh em ạ. Anh em có thể thấy là không thèm bắn AR luôn, bắn bằng K98 để thể hiện sức mạnh của mình. Bây giờ sẽ là những tình huống lại một lần nữa Thu Giang, lại phải vượt qua thử thách. Nhưng có vẻ như là Trồng Thảo, Trồng Thỏ cũng như Việt Cộng 1213 đang combat nhau khá dữ dội đây rồi. Đây sẽ là cơ hội để cho Thu Giang đi vào bò một cách an toàn. Như vậy Thu Giang sẽ có cho mình là một phần thưởng, nhưng chưa biết đây là phần thưởng của người chơi top 1 đầy vinh quang hay sẽ là một phần thưởng khuyến khích dành cho kẻ được top 2. Việt Cộng đang bị bắn đến từ vị trí của Thu Giang. Chúng ta cùng đến với màn hình của Thu Giang nào. Thu Giang đang di chuyển 9 kill rồi. Liệu rằng chúng ta sẽ có một cái top 1 10 kill hay không đây? Câu trả lời chỉ có trong vòng ít phút nữa mà thôi. Việt 6 được bật lên. Việt Cộng đã bị thấy và Việt Cộng lên bảng đếm số bốc hơi là không thể tránh khỏi được với một pha bắn lỗi. Và 10 kill, top 1 vô cùng xứng đáng cho cả hai trận đấu mà Thu Giang đã thể hiện trong giải đấu Delay All Star của chúng ta diễn ra trong ngày hôm nay. Một lần nữa phải nói là mình vô cùng